Vâng, xin chào chị Trà. Vâng. Tôi là Trần Văn Lê. Tỉnh nào anh? Trực Ninh, Nam Định phải không ạ? Vâng, Nam Hồ. Vâng. Và thế tôi trao đổi với chị Trà này, thì tôi thấy đi cây bưởi diễn. Thế giờ tôi thấy một loạt thì là nó đang cao hoa mà bây giờ quả nó to và cái ống chuyên rồi. Bây giờ nó cũng đúng thời vụ, bây giờ đề nghị chuyên gia là cố vấn cho để xử lý như thế nào cho đúng vụ. Bạn xin cảm ơn nhé. Vâng, xin mời chuyên gia. Bưởi diễn thường ra hoa hàng năm vào đầu tháng 2 đến hết tháng 2 và đến đầu tháng 3. Thế nhưng thế này của bác là ra quá sớm. Đấy, tại vì đáng nhẽ bác phải hỏi từ lúc nó ra hoa, bây giờ nó đã có cái quả. Bằng quả bằng ấm chiên rồi là nó sẽ mới nó sẽ quả, nó sẽ to rồi đấy. Nếu như mà thời tiết đợt tới mà không có rét đậm rét hại thì quả nó vẫn lớn như bình thường, thì nó sẽ bị chín sớm, thì chúng ta phải thu hoạch sớm. Và cái hoa bây giờ đang ra, nếu như mà nó không bị rụng, nó không bị do rét đậm rét hại và sương mù ấy, nó không thụ phấn được ấy, thì nó sẽ bị chết, nó rụng hoa, thì nó sẽ ra một đợt hoa mới vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 thì nó sẽ mới có là đúng vụ để chúng ta thu hoạch được. Chứ còn nếu như mà những cái hoa này bây giờ có khuyên bác vặt bỏ đi thì nó cũng hơi bị muộn rồi, bởi vì bây giờ đã là cuối tháng 1 và thường bưởi diễn thường ra hoa vào đúng lịch là giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 là cùng. Thế mà bây giờ chỉ còn có khoảng 10 ngày nữa thôi. Đấy, cho nên là rất khó để khuyên bác là vặt bỏ đi hay là để, bởi vì bác hỏi hơi bị muộn. Chứ đáng nhẽ cái lứa hoa này nó ra cách đây phải hàng tháng rồi thì nó mới đậu được quả như thế, thì chúng ta phải vặt hết đi và để cho chúng ta lại làm các cái biện pháp mà kích thích ra hoa đồng loạt. Ví dụ chúng ta bón phân kali như là kali nitrat hoặc kali phosphat, KNO3, K2PO4 hay là K2SCO4, để hoặc là phun perchlorobutazone, thì nó sẽ kích thích ra hoa đồng loạt, thì nó sẽ đúng vào cái giữa tháng 2 là đẹp nhất. Chứ còn như thế này là những quả này hơi sớm, có thể là nó không đúng với thời vụ thì chất lượng nó cũng sẽ không được tốt. Nó có thể bị khô và nó có thể bị sốt. Đấy, thì có nhiều trường hợp nó dẫn đến như thế. Thế và bây giờ mà khuyên bác vặt đi để làm các cái chất, để phun, để bón các cái chất kích thích ra hoa thì nó cũng hơi bị muộn một chút. Đấy, nếu như mà bác nghe thời tiết, nếu mà đợt tới có rét đậm, đấy, thì chúng ta mới bón phân kali để cho nó kích thích ra hoa đồng loạt, hay là phun để ra hoa đồng loạt, thì chúng ta phải bỏ hết cái đợt hoa này đi. Thế và bác phải theo dõi thời tiết, chứ nếu mà từ giờ đến Tết mà nó cứ ấm dần lên thì nó cũng không thể cho chúng ta ra hoa được nữa. Đấy, cho nên là nó rất là khó khi mà khuyên bác lúc này là nên xử lý như thế nào. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dưa bầu bí. Quý bà con có thể tham khảo ở Ninh Shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.